Còn cô quyến rũ em trai của tôi. Cái gì vậy đây à? Cô có nhận ra cái này không? Nếu như cô giúp tôi sẽ xóa hết nợ mà gia đình cô đang nợ tôi. Nhưng mà tôi không muốn. Tôi muốn em trai của mình về giúp tôi duy trì sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Nhưng mà tôi đang nghi ngờ nó không thích con gái. Tôi chưa thấy nó đi chơi cả con gái bao giờ cả. Thì làm sao ạ? Cho nên tôi cần cô ngày hôm nay phải thật lộng lẫy để quyến rũ em trai của tôi. Cô hiểu chưa? Thế cao, anh lại mắng giúp việc cho mình hả? Tôi biết là mình sẽ không phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Và điều tôi không ngờ là anh chàng đẹp trai kia sẽ làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Và đây là câu chuyện của tôi. Về rồi đi à? Được tụi anh cất cho. Không cần đâu ạ. Để anh giới thiệu với em giúp việc của nhà mình luôn nhá. Đây là Lan Anh. Còn giới thiệu với cô, đây là Nam, em trai của tôi. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp anh. Cô ổn chứ? Tôi ổn. Nếu anh trai của tôi mà có bắt nạt cô, cứ nói với tôi nhé. Thấy hai người có vẻ hợp nhau rồi đấy. Thôi, anh không làm phiền nữa nhá. Có phải là anh trai tôi thuê cô đến đây để quyến rũ tôi phải không? Không sao đâu, cứ nói thật đi. Đúng vậy. Anh ấy hứa với cô điều gì? Anh ấy hứa sẽ xóa hết nợ cho tôi. Tôi mệt mỏi với điều này lắm rồi. Chắc hẳn cô đồng ý ngay đúng không? Tôi đoán cô sẽ làm mọi cách để xóa nợ. Như anh thấy đấy, tôi rất cần tiền. Nhưng mà tôi đã từ chối lời đề nghị của anh trai anh rồi. Khoan đã. Tôi xin lỗi. Thật sự tôi chỉ muốn... Anh muốn gì? Hãy để cho anh trai tôi nghĩ rằng cô đã quyến rũ được tôi. Chúng ta hãy giả vờ ăn tối, sau đó giả vờ lên phòng. Anh trai tôi sẽ rất vui với điều đó. Và cô sẽ được xóa nợ. Còn tôi... Giữ được bí mật của mình. Cô nói cái gì vậy? Bí mật gì chứ? Thật ra tôi chỉ muốn anh trai tôi đừng làm phiền tôi nữa thôi. Tôi cầu xin cô hãy giúp tôi nhé. Tôi đồng ý. Tuyệt vời. À, cô có thể giúp tôi giấu túi đồ này đi được không? Tất nhiên rồi. Đừng để cho anh ấy biết nhé. Đúng là anh đang có bí mật giấu giếm anh trai của mình thật. Tuy nhiên, bí mật lớn nhất vẫn đang chờ tôi. Wow, ngày hôm nay chúng cô thật lộng lẫy. Cảm ơn anh. Đúng, hôm nay cô rất khác biệt. Tôi thật sự bất ngờ đấy. Này, cô sắp qua được vòng xóa nợ rồi đấy. Cô lên. Anh à, em muốn mời Lan Anh ở lại dùng bữa với gia đình chúng ta được không? Nhưng mà làm sao mà tôi có thể? Em thích cô ấy à? Thế mời cô ấy đi, đừng ngại. Mời em ngồi. Tôi rất bất ngờ bởi vì chưa có một ai mời tôi ăn tối trong một căn nhà rộng lớn như vậy. Nhưng mà tôi biết đó chỉ là một phần trong vở kịch của anh Nam thôi. Em đúng là đã tô điểm cho bữa tối ngày hôm nay đấy. Tôi đắm chìm vào Nam suốt buổi tối. Anh ta liên tục khen tôi, kể chuyện cười và rất nhiều câu chuyện thú vị khác. Trong thoáng chốc, tôi quên mất là chúng tôi đang giả vờ. Mọi thứ cứ như là một câu chuyện thần tiên vậy. Thôi, bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Hai người cứ tự nhiên nhá. Mày. Em biết không? Em đẹp lắm. Anh không cần phải khen em nữa đâu. Anh trai của anh đi rồi mà. Nhưng ngày hôm nay anh cảm thấy rất vui. Nói chuyện với em, anh cảm thấy em rất thú vị. Anh cũng vậy. Vậy em có muốn hẹn hò thật không? Em rất thích. Tuyệt vời. Vậy thì anh sẽ nói cho em biết bí mật của anh.
Em biết bí mật của anh mà. Vậy thì sẽ càng làm anh thích em hơn đấy. Nhưng mà em tưởng anh không thích con gái. Sao em lại nghĩ thế? Thì anh trai của anh bảo vậy. Với lại có một hôm em vô tình nhìn thấy chiếc áo kim tuyến trong túi của anh. Hóa ra là vì chiếc áo kim tuyến à? Anh hiểu rồi. Thật ra thì anh không muốn làm kinh doanh, mà anh đang học nghệ thuật. Đó cũng là bí mật giữa anh và anh trai của anh. Anh là một vũ công, cho nên lúc nào anh cũng mang theo trang phục biểu diễn ở bên mình. Em xin lỗi. Em có muốn đi xem anh biểu diễn không? Anh sẽ tặng em vé VIP. Anh mời em á? Nhưng mà chúng ta đang diễn kịch với anh trai của anh mà. Anh sẽ mời em với tư cách là cô gái, sẽ chấp nhận hẹn hò với anh sau buổi diễn, được chứ? Em đồng ý. Tuyệt. Đợi anh một chút nhé, anh đi lấy thêm rượu. Tôi rất bất ngờ, mọi chuyện thật sự là không thể nào mà tin nổi. Làm sao mà từ một vở kịch lại thành một câu chuyện thần tiên được? Có gì đó không ổn, tôi đang cảm thấy thế. Cô làm tốt lắm. Giấy xóa nợ của cô sắp đến rồi đấy. Nhưng mà không phải là tôi quyến rũ em trai của anh đâu. Là do em trai của anh thích con gái mà. Tôi không quan tâm nó thích cái gì. Cái mà tôi quan tâm đấy là nó làm cô có thai. Cái gì? Tưởng tôi không biết là nó là vũ công á hả? Tính lừa tôi à? Đau. Tôi cũng đau lắm. Tôi cần người về phụ tôi thừa kế gia sản, cô hiểu chưa? Anh bỏ cô ấy ra đi. Sao? Mày tính làm người hùng à? Hả? Hai đứa chúng mày không là cái gì cả nếu như không có tao, hiểu chưa? Đi. Mày không được đi đâu hết. Mày phải ở lại để thừa kế gia sản cùng với tao. Mày là một đứa yếu đuối. Thứ duy nhất mà mày có thể làm giỏi ấy là dăm ba cái bộ quần áo bóng bẩy của mày và mấy cái điệu nhảy vớ va vớ vẩn đấy. Mày là nỗi ô nhục của gia đình này. Từ bây giờ tôi và anh sẽ không còn là anh em ruột nữa. Vậy là kế hoạch của anh thất bại mất rồi. Em không quan tâm đến tờ giấy ghi nợ nữa. Điều em quan tâm bây giờ là em đã có được anh rồi. Thật á? Ừ. Thế thì anh bỏ công vô ích mất rồi. Sao anh có được nó vậy? Vậy mới hay chứ. Đó là cách tôi gặp chồng tương lai của mình. Tôi nhận ra rằng chỉ cần hai người bên nhau là đều vượt qua được mọi thứ.